Hello, hello, xin thân mến chào tất cả các bác nhá. Chào mừng anh em đã đến với cái video tiếp theo của máy xúc nhỏ và vỏ trái đất. Hôm nay mình đang đi quay, tiếp tục quay con máy xúc PC50UU-2E đấy các bác. Hôm nay thì máy đang xúc đất lên xe ô tô. Đấy, bây giờ đang xúc cái đất ngày trước, là cái đất này nó là xúc ở một cái công trình nào đó người ta để ở đây các bác nhá. Đấy, người ta đang đánh thành đống ở đây rồi. Thì bây giờ đến lúc mà mình cần đi đổ ở chỗ khác các bác thì người ta lại xúc ở đây đi. Máy bây giờ đang làm ở trên bệ để xúc lên xe này. Ở đây là lái xe. Đấy, làm bệ rất cẩn thận. Lúc sáng nay có rất là nhiều cỏ nhưng mà gạt ra phía đằng kia rồi. Bây giờ bạn ấy sẽ múc ở cái đằng sạch nha. Đứng như thế này lại mắc. Để máy nghiêng đi. Để xem là một trong vòng 1 giờ thì trong vòng 1 xe này thì là máy sẽ xúc khoảng bao nhiêu phút các bác nhá. Ấy à. Thả máy nhá. Cái đồng nát. Máy xúc quay cái cũng khá là nhanh nhưng mà mỗi cái là cảm thấy cái thể tích gầu nó hơi nhỏ một tí quá. Nó hơi thon thon gọn hơn so với những cái con gầu Kuta kia. Kuta mình thấy cái gầu của nó có vẻ là nó dài hơn hay là do là nó là gầu xúc với gầu đào nó khác nhau thì cái đó thì mình cũng không rõ. Máy này thì cái dòng này thì cần nó cũng hơi ngắn là nó không được dài lắm. Vì là cái dòng UU này thì đối trọng bao giờ nó tròn ở trong cabin đấy các bác. Nó tròn ở trong cabin thì nó sẽ rất là nặng ở cái đằng đuôi, nó sẽ bao giờ nó không đua ra ngoài thì nó sẽ nhẹ hơn những cái dòng mà đối trọng nó thò ra ngoài. Vì vậy là người ta làm cái cần của nó không được dài lắm. Như thằng DX thì là cái đối trọng nó dài ra ngoài, cái cần nó với ra thì nó sẽ rất là thoáng và rất là thoải mái. Bạn này bạn ấy xúc xong bạn ấy còn dí cho một cái. Thằng tụt xích nhá. Sáng nay vừa có một video tụt xích mình có quay ở kênh Máy Xúc Việt Nam Vlog, anh em sang xem nhá. Mình có quay cái cảnh lắp rồi. Thì là cái xích này nó là xích cao su và hiện tại bây giờ nó đang rất là căng. Thì sáng nay cái lúc lắp thì mình chỉ cần xả mỡ ra và đủ cái xả mỡ và đủn cái phần đáy của cái xích ấy, xong đó mình tua là nó được rồi các bác ạ. Mình không cần phải ấy nhiều, không cần phải gảy nhiều, không cần phải xúc nhiều. Xe kia vào kia để xúc ở phần đằng sau máy rồi. Bây giờ mấy phút rồi? 3 phút rồi, được một nửa xe rồi. Máy này thì ở cái cốt này các bác này, ngày trưa đó là một cái bãi cát cho nên là người ta đã giải đá học cũng như là giải bay vào đây rồi, cho nên là ở dưới này cái phần đất cứng ở dưới này nó rất là cứng. Đấy, mình chỉ cần múc đến cái phần đất đen này thôi. Đấy, không cần phải múc cái sâu hoảm xuống mà cũng không cần phải lấy mặt bằng, mình chỉ cứ lấy đến cái đất cốt của cái mặt bằng cũ ngày trước người ta đã có các bác, thì là mình cứ đặt đến tầm đấy là vừa. Máy này thì khá là mới, Taco 450, có cái tên ở kia đó à, biển 99 thì là Bắc Giang này phải, 98 là Bắc Giang, 899 thì không biết nó ở chỗ nào, Bắc Ninh, Bắc Giang gì đó. Cái dòng UU này cabin thì ngồi thực ra là chân ngắn như mình, chân dài như mình này mà ngồi vào thì nó hay bị kích chân, nó làm lắm lúc nó hơi chật. Ngồi cái dòng nào nó thoáng cabin thì ngồi nó thoải mái, chân nhớ mình duỗi thoải mái mà làm di chuyển nhớ cũng thoải mái, nó không bị mắc nhiều. Đấy.
4 phút rồi. Cái này con này chắc mua xúc khoảng 5 phút. Với điều kiện là đất đất nhiều thôi. Nếu mà đất ít thì còn vét thì còn cũng là lâu đấy. Đấy thì tiết còi để cho cái xe 002-20 này vào vào để lát nữa sẽ xúc cái đất ở phía đằng sau của cái xe kia. Cái xe kia thì sẽ múc ở đằng sau máy nhá các bác nhá. Còn cái chỗ bên này thì để đứng như kiểu cái thế xe bây giờ đang đứng này múc thì nó sẽ nhanh hơn, nó gần hơn. Bây giờ đẩy rồi các bác nhá, mình sẽ đi xuống dưới. Không có làm nữa sẽ nó phải chê bạt. Máy này chê bạt à, mình sẽ đi sang bên này đi. Bởi vì ở đằng sau này là không không múc mà. Hát nữa cái xe đi thì mình sẽ đứng được. Đấy. Chỗ đằng ấy này người ta cũng đặt lên này, dọn cái cỏ đi là xúc lên được. Cái tiếng ồn động cơ nó hơi to một tí anh em thông cảm nhá. Nó không như kiểu là cái gọi là đứng ở đằng trước, đứng ở đằng này thì cái ống xả của nó kêu rất là to. Cái này xích cao su mới đét này các bác này. Sáng nay thì nó bị tụt ở bên này thôi nhá, nó bị tụt ở đằng sau. Đứng bể máy này hơi nghiêng. Cười cái em ạ. Cái đồng nát phải mà rất là nghiêm túc. Đây, cái đất ở dưới này, đây các bác này. Ngày xưa nó là một lớp bay đấy, bay mỏng á. Người ta làm cái bãi cát ở đây. Nhưng mà chắc sau này là không có vốn để làm duy trì nữa là người ta bỏ đi. Chuyến này thì múc khá là lâu. Xe mới ấy. Quẩy vào máy các bạn. Hai cái đất bên này khô hơn này, đất bên đằng này thì nó ẩm hơn, còn đất bên này khô hơn. Khô thì khi mà mình múc nó đỡ bị dính gầu hơn. Đằng gầu này nó là chốt dọc nên là cái răng của nó hơi ví các bác, mà làm cái chốt ngang thì là ấy hơn. Nhưng mà cái dòng này răng thì lại rất đẹp. Cái gầu này chưa làm thì cái phần đáy của nó sẽ chưa có cái những cái đường táp cái nhíp ở các bác. Khi mà làm to lê mà nếu mà lấy cái lưng của nó thì cũng hơi bị thiếu cái phần gờ răng. Về là mấy hôm nhìn nó đẹp hẳn. Mấy hôm đầu về nó nước sơn nó còn mới các bác, nhìn nó bóng nhẫy luôn. Bây giờ là mấy hôm nó phơi nắng phơi mưa nhiều, nó bạc bạc đi, nó mới đồng bộ, nhìn nó đỡ đi rồi. Cái này thì chắc là ngày xưa nó là cái lớp xỉ của cái móng nhà nào đó các bác.
người ta mang về người ta gom tập kết ở đây, bởi vì lắm lúc là những cái đất như thế này không có chỗ mà đổ các bác, nên người ta có chỗ tập kết thì người ta đổ vào, lúc nào lại mang cái đất này đi bán. Một đầu có thể một đầu kia người ta đã giả tiền đất để trở về đây rồi, xong về đây người ta tập kết đây, lúc nào có đất người ta lại tiếp tục người ta mang đi bán đất ở đây tiếp. Đất xỉ, đất bẩn này không phải là nhiều khi ở thành phố các bác không có để mà mua, rất là khó để mà kiếm. Cây xấu hổ các bác. Cái này lát nữa thì mình sẽ lên để mình làm một cái bệ cho nó chạy dọc qua đây, và mình xúc giật từ đây ra ngoài các bác nhá. Thì cái này theo cái thế máy là mình sẽ dọn hết cả cái mặt bằng này, mà dọn hết cái chỗ khu này thì là mình sẽ xoay máy dọc kiểu này và tiến lên để xúc tiếp. À, 11 phút 2 xe như vậy là cũng gọi là tương đối rồi. Em thấy không? Đây, cái xe của cái chú lúc đầu ở tiên đi làm là bây giờ chú đã về đây rồi. Đất còn khá là nhiều. Cái này là chú Lâm 4025. Đây dạ. Đứng gọn ra đây để cho bạn làm. Cái xe bên kia đã đậy bạt rồi, cái này nó đi ra đường quốc lộ cho nên là phải đậy bạt và không có đất, nếu nó rơi ra ngoài thì sẽ bị cảnh sát giao thông hỏi thăm các bác. Đây, xe đi đậy bạt đàng hoàng. Thôi mình xin kết thúc cái video đây nhá, hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo. Thôi cái video này mình cũng sẽ quay qua như này thôi. Anh em nhiều khi bảo có biết cái dòng này nó có bền hay không, thì nó có tốt hay không, thì bây giờ nhiều khi cũng phải làm một thời gian biết được, về mới mua ở máy bãi về này thì mình không thể nào mình biết được hết nó khỏe nó yếu nó nhanh nó chậm như nào. Đấy. Thôi mình sẽ quay thêm vài video nữa ở video tiếp theo, mình sẽ ấy thì sẽ quay lại và đăng video sau. Thôi thôi mình chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả anh em những video tiếp theo nhá. Ok anh em.